Hello mọi người, lại là một buổi tối trời mưa và mình lang thang ra cửa hàng tiện lợi. Hôm nay cửa hàng tiện lợi có bạn mới nè. Nhà mình hết nước uống rồi nên mình ra đây với mục đích là để mua nước uống thôi. Mình định lấy có một chai thôi ấy, nhưng mà nó mua một tặng một nên cuối cùng lại phải cầm hai chai. Đến đây rồi mình nhớ là lâu lắm rồi mình không có săn sale ở cửa hàng tiện lợi đúng không? Thế thì hôm nay sẽ là một clip về những món đồ mua một tặng một tháng 9 ở cửa hàng tiện lợi nha. Mình nghĩ là phải lấy giỏ thôi tại vì kiểu gì nó cũng nhiều ấy. Mấy cái này đều là sữa chua cùng một hãng nên giá như nhau, mua một tặng một. Có vị vịt quất, mâm xôi, vị táo, vị nguyên bản và vị này là vị gì thì mình không biết. Cái kem này mình siêu thích luôn nhưng mà mình ít ăn tại vì nó đắt. Cái này bình thường là 90.000 tiền Việt một hộp, nhưng hôm nay 90.000 thì được hai hộp cơ nên tội gì không mua đúng không? Mà ăn kem trời mưa lạnh thì quá đã luôn ý. Mình sẽ mua thêm hai hộp nước ép từ trái cây với rau, thấy ghi là healthy nhưng mà ngon hay không mình phải uống mới biết. Thấy giỏ cũng đầy đầy rồi mình định ngưng, nhưng mà mọi người cho mình mua thêm hộp nho nha, tại vì kiềm lòng không có nổi. Xong đang định tính tiền thì chân lại cứ bước đến cái quầy kem. Kem sale nhiều dã man mà trời ơi, mình phát hiện ra cái cây kem mà mình cực kỳ thích nè. Cái cây kem xài này với mình là chân ái, ăn nó giống hệt xài chín để tủ lạnh ấy mọi người ạ. Ai mà cũng thích xài giống mình thì tìm ngay cây kem này và ăn thử nha. Mua xong mình bảo trời ơi có mua gì đâu mà sao nó nặng thế nhở. Nhìn nó nhiều thế này thôi nhưng mà giá của nó thì chỉ bằng 1/2 giá tiền mà bình thường mình phải mua thôi, thích nhở. Hello mọi người, thời tiết 3 độ C thì ăn gì cho ngon nhở? Nhân ngày trời rét như thế thì mình sẽ giới thiệu với mọi người một món lạnh siêu ngon. Tất cả cũng chỉ tại hộp Doraemon kẹo bông gòn này nó đập vào mắt mình thôi đấy. Mình sẽ lấy hai hộp sữa chuối tông xẹt tông với hai hộp kẹo bông gòn vừa nãy. Mùa đông cứ ăn kem với uống nước đá là bao ngon nhưng mà xác định là tan cái cổ họng nha. Thôi mình cứ tạm ăn cái gì nó nóng nóng cho hợp lý cái đã. Với chiếc bánh bao này thì mình chỉ cần quay lò vi sóng 30 giây là được ăn rồi. Để nóng ấy nhỉ? Nóng. Được cái mùa đông ra cửa hàng tiện lợi sẽ có đặc sản là bánh bao hấp và khoai nướng. Không ghiền rồi cũng thành ghiền thôi. Bánh bao này thì có vị của nước sốt Roche, lần trước mình có review rồi đấy. Trên vỏ bánh thì còn có các chữ ký và lời chúc mùa đông ấm áp của chú Yu Che Sóc. Vỏ bánh bao thì bông mịn, ăn ngon miễn bàn luôn. Phần nhân thì cay cay và thơm mùi phô mai ấy. Cắn miếng đầu tiên thì va ngay vào miếng thịt. Ngoài ra thì còn thơm mùi hành tây và kim chi nữa. Cắn miếng tiếp theo thì gặp ngay em xúc xích nha, hơi bị xịn sò luôn. Còn bây giờ sẽ đến cái món đồ uống mà mình sẽ pha chế theo kiểu tông xẹt tông. Mình hay uống cà phê mà ở bên trên có kẹo bông, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà mình mix nó với sữa. Mình cũng hơi hồi hộp, tại sao một ly là đi luôn hai hộp. Kể cái sữa này màu xanh thì quá là hoàn hảo luôn, nhưng mà rất tiếc sữa chuối thì chỉ có màu này thôi nhá. Bỏ phun đá vào cho mùa đông không lạnh nào. Nói đùa thế thôi chứ bỏ đá vào cho bớt ngọt đấy. Đặt luôn cái nửa kẹo bông còn lại lên trên cho nó đỡ phí, chứ nhìn nó cũng đẹp thật. Uống xong cái ly này mình nghĩ mình có nên đi học pha chế không ta? Chính ra là mình cũng có tài năng tiềm ẩn nhưng mà ẩn mãi hôm nay mình mới phát hiện ra đấy chứ. Đúng kiểu thơm thơm ngon ngon mà lại còn ngọt kiểu lạ lạ. Ngậm cái miếng kẹo bông ngon xuất sắc. Để một lúc cái phần đường xanh nó tan ra còn đẹp mê hồn thế này nữa cơ mà. Mọi người thử làm uống xem sao nhá, chứ em mình là nó cũng ghiền rồi đấy. Người ta gọi là được đà lần tới, làm xong ly màu xanh rồi chẳng lẽ lại bỏ qua cái ly màu hồng này. Nãy thì thơm mùi chuối, còn bây giờ là thoang thoảng mùi dâu. Làm quá chi là thành thục rồi nên 3 bước là xong nha. Ly này là dành cho những bạn thích màu hồng, yêu màu tím và ghét sự giả dối. Mình cứ tưởng là mix hai thứ này vào thì nó sẽ bị ngọt nhiều, nhưng mà không hề nha, có đá là bao ngon hết. Nhân một đêm lạnh bước ra bước thịt thì hai chị em mình đứng dưới mưa uống nước đá. Nhưng thôi vì ngon nên chấp nhận hết. Hello mọi người, mấy ngày rồi mình không có ở nhà nên không có quay được cửa hàng tiện lợi cho mọi người xem. Hôm nay thì mình được về nhà rồi nên vẫn như thói quen thì ăn đêm ở cửa hàng tiện lợi ha. Mình thấy tháng 11 có nhiều đồ sale cực luôn ấy, nhưng mà hôm nay thì ăn những cái thứ mà mình muốn ăn trước đã. Mình không biết là có bạn nào giống mình không, cứ ăn đêm là phải ăn đồ cay mới chịu cơ. Khi đang phân vân là không biết nên ăn mì tôm hay ăn tteokbokki thì mình sẽ chọn cái loại mà mix cả hai. Hàn Quốc thì bớt giãn cách rồi nên từ hôm nay mình sẽ được ăn đêm tại cửa hàng tiện lợi luôn mọi người ạ. À, trời ơi vui xỉu luôn ấy. Với cái món này thì mình phải đợi trong vòng 4 phút lận. Sang cái món thứ hai thì là món bánh bao ăn liền ở cửa hàng tiện lợi. Một cái món mà mình siêu thích trong mùa lạnh. Món này thì chỉ cần làm nóng 30 giây là có thể ăn luôn được rồi. Bánh bao thì có nhiều vị lắm luôn ấy, nhưng mà hôm nay mình sẽ ăn một cái vị khoai lang. Muốn ăn ngọt ngọt một xíu để gần lại cái vị cay của hộp mì lát nữa. Không biết mọi người sao chứ mình nhìn cái miếng bánh là mình muốn cắn liền ngay và lập tức. Cái phần vỏ bánh như không có ngọt nhiều, tơi xốp và bao mềm luôn. Bên trong thì là cái phần mật khoai ứa ra, thơm ngon muốn xỉu. Chưa kịp ăn xong cái bánh bao thì hộp mì của mình đã chín luôn rồi. Nhưng trước khi ăn thì không được quên cái bước cuối cùng là làm chảy cái miếng phô mai kia ra đã. Mình cá là sẽ rất nhiều bạn thích ăn mì tôm kiểu như thế này nhá. Kiểu nó vừa có tteokbokki, vừa có phô mai này, còn thêm cái nước sốt cay cay ngon ngất ngây nữa chứ. Và quan trọng nhất là cái cảm giác là ngồi ăn ngay tại cửa hàng tiện lợi, nó ngon hơn rất nhiều so với việc ăn một mình ở nhà mọi người ơi. Hôm nay mình nấu mì tôm đúng đỉnh luôn ấy. Sợi mì thì vừa chín tới, dai ngon không bị nát. Mình cứ nghĩ là cái phần bánh gạo cay nó chưa kịp chín cơ, nhưng mà may quá là nó mềm rồi. Cái phần phô mai thì làm cho nước sốt vừa thơm vừa sánh đặc. Nói chung thì hộp mì này siêu ngon nhưng mà cay lắm ấy. Bạn nào mà không ăn được cay thì đừng có nên thử nha, cay thật đấy. Kết thúc buổi ăn đêm bằng một ly nước dừa thì quá là hoàn hảo. Tuy là nước dừa đóng chai nhưng mà vì là nước dừa 100% nên mọi người yên tâm về cái độ chất lượng của nó nha. Phải nói là đã khát cực kỳ.
Hello mọi người, ngày thường hay là cuối tuần thì vẫn không quên mò ra cửa hàng tiện lợi để ăn đêm nha. Thời gian gần đây có hai cửa hàng tiện lợi to nhất ở gần nhà mình đang đóng cửa và sửa chữa, nên là mấy hôm rồi chẳng được ăn uống rồi quay clip gì hết. Hôm nay mình quyết định mò sang một cửa hàng tiện lợi khác, nhưng nhờ thế mà mình đã mua được một số món rất là hay ho nha. Trời ơi, ta nói được ăn đêm mà phấn khởi ra mặt luôn kìa. Hôm nay mình sẽ ăn mì nhưng không phải mì tôm bình thường đâu mà là mì chăm bông nha. Ở vỏ hộp có ghi là bên trong có sò biển, để mình mở ra xem có thật không nhá. Đúng là uy tín thật chứ, có hẳn 5 con mọi người ạ. Gói này thì mình sẽ cho vào cuối cùng sau khi nấu xong. Đầu tiên thì mình sẽ bỏ mì ra nè, sau đó là đến phần nước sốt nha. Tiếp đến là cái miếng rau và hải sản ép khô, nhìn xíu xiu thế này thôi nhưng đây là linh hồn của cái món này đấy. Và cuối cùng là một nhân vật phụ quan trọng không kém, 5 con sò mà mình tin là mình sẽ ăn hết đầu tiên. Đổ nước sôi theo cái vạch đánh dấu và quay lò vi sóng 3 phút là được. Trong lúc ấy thì mình chuẩn bị đũa thì tư thế sẵn sàng và ăn thôi. Trước tiên thì hít hà cái mùi thơm để kích thích vị giác cái đã. Gói đỏ đỏ này là dầu mè chứ không phải ớt đâu nha, món này không có cay đâu mọi người. Và tất nhiên mình phải ăn trước mấy con sò cái đã. Ngao sò ốc hến tất cả các loại hải sản thì là sở trường của mình nha. Cái sợi mì ta nói nó dai và ngon không chê vào đâu được ý. Và một thứ quá là xuất sắc nữa đó chính là cái nước mì béo béo thơm mùi hải sản mà lại không mặn một tí nào mới đỉnh cơ. Khua khua đũa kiểu gì mà lại va phải miếng mực, kỳ ghê ấy nhở. Nói chung bạn nào thích ăn mì hải sản thì nhất định phải thử hộp này nha. Như thường lệ, ăn xong thì phải uống. Cái lọ này thì 70% là nước ép cherry, còn 30% là nước nho nhá. Lại là một sự lựa chọn quá chi là đúng đắn. Cái vị thì ngọt thanh, hơi chua chua, lại còn sánh đặc nước trái cây ép nữa. Ngon xỉu luôn ý. Hello mọi người, hôm nay cửa hàng tiện lợi chỗ mình có món mới. Vì là cơm nên mình chỉ cần mua một chai nước nữa là đủ cho buổi ăn đêm ngày hôm nay rồi. Mình không có định ăn món này đâu nhưng mà bà chủ cửa hàng tiện lợi quảng cáo quá trời. Bà ấy bảo là đây là một suất cơm mà ngày xưa đi học hôm nào bà ấy cũng ăn. Đi kèm hộp cơm thì có thêm một gói rong biển khô nữa nè. Với bản tính tò mò thì mình phải mở ra xem trước rồi mới quay lò vi sóng sau. Trông khá là chất lượng đấy. Sau khi làm nóng rồi thì đến kim chi cũng nóng hổi luôn nhé mọi người. Cái này là kim chi xào thịt chua chua mặn mặn. Cái này thì là chả cá xào với cà rốt và hành tây. Có 3 miếng thịt nguội bự chà bá luôn ấy. Bà chủ cửa hàng tiện lợi bà nào nếu ngày xưa không có thịt nguội thì sẽ thay bằng xúc xích. Thịt thái miếng khá dày nên ăn cũng thơm và ngon nữa. Ở giữa còn có một quả trứng đúng kiểu ốp la mà tròn xoe luôn nhá. Nếu mà ăn cơm không thì cũng chán đúng không? Hoặc là ăn với từng món như thế này thì nó cũng chưa thấm vào đâu. Và đó là lý do có sự tồn tại của gói lá rong biển khô. Mình sẽ tự tay làm một chiếc cơm cuộn xíu xiu bằng những cái món trong đây. Đầu tiên là một chiếc cơm cuộn thịt nguội nè. Trời ơi, ăn thế này nó mới cảm nhận được hết cái vị ngon của hộp cơm này chứ. Và mình thấy làm thành những cái miếng nhỏ nhỏ như thế này thì ăn cũng không có bị ngán nữa. Đúng kiểu thơm ngon tròn vị mà lại còn rất là Hàn Quốc nha. Chiếc cơm cuộn thứ hai có tên là cơm cuộn trứng. Trứng hơi nhạt nên mình cho thêm chả cá, vẫn ngon xỉu. Hôm nay mình sẽ vừa ăn vừa uống cho thay đổi khẩu vị. Nước Nha Đam của Nha Đam thật nên phải lắc đều trước khi uống. Phải công nhận là nước Nha Đam hãng này ngon dã man ý. Nó không có bị nhiều đường, rất là thanh mát và quan trọng là có rất nhiều Nha Đam ở bên trong. Uống có một ngụm mà hết nửa cái chai, thôi mình lại ăn tiếp đây. Hello mọi người, tối nay mình không cần ra cửa hàng tiện lợi đâu tại vì mình đã có đồ ăn rồi nè. Đây là một hộp bánh macaron mà một chú người Hàn đã tặng cho mình ý. Nhìn cô te không nỡ ăn nhưng mà tại vì mình đói quá biết sao giờ. 10 chiếc bánh với 5 kiểu 5 vị macaron khác nhau nha. Đầu tiên là một chiếc bánh hình mặt cười, mà để ý thì mấy cái còn lại cũng cười mà ta. Thôi thì đầu tiên là cái bánh số 1. Bánh này là bánh sô cô la nên nó có vị sô cô la mọi người ạ. Cái phần vỏ bánh thì nó rất là mềm, không giống như bánh macaron ở cửa hàng tiện lợi mà mình vẫn ăn. Cái bánh thứ hai này thì mình chưa có nhìn ra hình thù của nó. Cái ở giữa không biết là mũi hay mắt nữa. Nhưng mà vị thì không lẫn vào đâu được, hơi đắng đắng của vị trà xanh. Mấy cái mà được vẽ hay là dán lên thì đều là sô cô la ăn được hết nha. Sau kinh nghiệm ăn hai cái đầu tiên thì mình mạnh dạn đoán đây là vị dâu tây. Nhìn bạn khá là cute nhưng vì bạn đúng là vị dâu tây nên mình phải ăn hết bạn thôi. Bánh macaron dâu tây thì lúc nào cũng kiểu chua chua ngọt ngọt. Tiếp đến là một chú hề với điệu cười rất là thương hiệu nha. Không liên quan nhưng mà cái màu bánh làm tôn cái màu móng tay của mình ghê luôn đấy nhở. Bánh này thì đơn giản là một chiếc bánh có vị sữa bò thôi, nhưng với mình thì nó thơm và ngon nhất trong mấy vị nãy giờ ấy. Và cuối cùng là hình mặt chú gấu vô cùng đáng yêu, nhưng mà mặt chú hơi bẩn thì phải. Trước khi ăn ngửi mùi không thôi thì mình đã đoán được đây là vị bánh gì rồi. Chính là vị của những ly cà phê mà người Hàn vô cùng yêu thích. Mình phải công nhận là bánh macaron được mua ở tiệm bánh macaron vẫn ngon hơn bánh macaron được mua ở cửa hàng tiện lợi. Và quan trọng nhất, đồ được tặng luôn luôn ngon.